Cơ quan chức năng đã kiểm tra toàn diện tiệm bánh mì và ghi nhận cơ sở này đang giữ các loại thực phẩm dùng làm nhân bánh mì, chả lụa, chả thủ, thịt nguội, thịt heo nướng, chả bông gà, pate gan heo. Các thực phẩm này được bảo quản sơ sài, không được che đậy cẩn thận và đa số được chế biến ngay tại tiệm bánh mì. Riêng số chả bông đưa vào 300 ổ bánh mì cung cấp cho nhóm các em bị ngộ độc. Đơn vị chức năng cũng sẽ kiểm tra đến tận những nơi đã cung cấp cho tiệm bánh mì này. Một số mẫu thực phẩm cũng được mang về kiểm nghiệm để sớm có kết luận.